Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta nói tới một cái đề tài rất... Thì xin thưa quý vị là trong cái nền tảng mà chống cộng của ông Hoàng Duy Hùng thì ông thường hay dựa vào triết học Công giáo và dựa vào những lý thuyết về diễn biến hòa bình, những lý thuyết chống cộng bất bạo động, những lý thuyết về tam quyền phân lập, lý thuyết về chính quyền đa đảng vân vân và vân vân. Thì trong cái lý thuyết về triết học thì tôi xin thưa quý vị và giảng sơ cho quý vị là về cái ngụy biện tam đoạn luận của Hoàng Duy Hùng hay là tứ đoạn luận, thưa quý vị. Thì Hoàng Duy Hùng thường hay dùng tam đoạn luận để mà ngụy biện về tất cả mọi vấn đề mà Hoàng Duy Hùng hay view vào trên YouTube và trên các bài phỏng vấn, thưa quý vị. Thì tam đoạn luận là cái gì? Tam đoạn luận là một suy diễn hay còn gọi là suy luận do nhà triết học Aristotle cách đây hơn 2.000 năm. Thì vấn đề về tam đoạn luận, từ cái vấn đề cơ bản cho tới vấn đề gọi là phức tạp, thì tam đoạn luận đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, nó có hai cái tiêu đề lớn và tiêu đề nhỏ. Và từ hai cái tiêu đề này thì người ta có thể suy luận hoặc là người ta có thể suy diễn, thưa quý vị, và đưa ra cái kết luận. Thì thường người ta hay nhắc tới chẳng hạn như là A bằng B, rồi đó là một tiêu đề lớn, rồi B bằng C, đó là tiêu đề nhỏ. Thì nếu A bằng B và B bằng C thì có thể đưa ra kết luận A chính bằng là C, thưa quý vị. Thì đó là cái thuyết gọi là tam đoạn luận. Thì có thể có những cái mở rộng như là A bằng B, B bằng C, C bằng D, D bằng E, E bằng F. Thì cuối cùng kết luận là A bằng F, thưa quý vị. Thì đó là một cái suy diễn logic, hay còn gọi là suy luận logic, tức là hợp lý. Tuy nhiên dùng tam đoạn luận thì có thể đưa ra được cái gọi là chân lý, hoặc là dùng tam đoạn luận có thể đưa đến ngụy biện, ngụy luận, thưa quý vị. Xin thưa là qua cái quá trình 2.000 năm thì người ta nhận thấy rằng tam đoạn luận thường dùng để ngụy biện hơn là tìm ra chân lý. Muốn tìm ra chân lý thì các tiêu đề phải là tiên đề hoặc là định đề, thưa quý vị, tức là nó hoàn toàn đúng thì nó mới ra được kết luận đúng, thưa quý vị. Nếu các tiêu đề cố tình sai hoặc là không đúng thì sẽ dẫn tới những kết luận sai nhưng vẫn hợp lý, thưa quý vị. Xin thưa là như vậy, những tiêu đề sai thì dẫn tới kết luận sai nhưng vẫn hợp lý. Thì đó là cái sự hợp lý trong sự ngụy biện, tức là giả, không đúng sự thật, thưa quý vị. Thì có nhiều người sẽ hỏi là vậy thì áp dụng trong thực tế như thế nào. Thì tôi xin thưa, chẳng hạn như lấy ví dụ là có một ông bố già, ông lớn tuổi rồi, ông có ba người con trai, người con cả, người con giữa và người con út. Thì tam đoạn luận như thế này, thưa quý vị, tức là người con cả,
là một người giàu có thành đạt, có tiền có bạc. Người con út là một người học giỏi, đỗ đạt, làm bác sĩ, thưa quý vị. Thì từ hai cái tiêu đề như vậy về người anh cả và người em út, thì người ta hỏi vậy người con giữa là cái gì, thưa quý vị? Có thể kết luận là người con giữa là cái gì? Thì theo tam đoạn luận, người con giữa là vừa có tiền và vừa học giỏi, thưa quý vị. Đó là một cái suy diễn nghe có vẻ rất là logic. Người anh cả thì có tiền có bạc, người em út thì học giỏi, cho nên người con giữa sẽ vừa có tiền có bạc và cũng vừa là học giỏi, thưa quý vị. Nhưng xin thưa, đó là ngụy biện. Trên thực tế, người con giữa là một tên đàn đứng ăn chơi gái gú, không nghề không ngỗng, thưa quý vị. Rõ ràng là thực tế nó đã phản biện lại cái sự ngụy biện của tam đoạn luận. Người con giữa ý y mình là có ông anh giàu có, cho nên chẳng thèm đi làm. Và ý y là em út của mình học giỏi, có gì thì hỏi nó, cũng chả thèm đi học. Cuối cùng là không nghề không ngỗng, mà được ông anh cho một tí tiền, đâm ra gái gú, thưa quý vị. Thì đó là một cái sự mà người ta nói rằng tam đoạn luận dùng để ngụy biện, tức là cái kết luận của tam đoạn luận hoàn toàn sai bét, không đúng sự thật. Sự thật đây là người con giữa là một tên vô công rỗi nghề, gái gú, thưa quý vị. Thì tiếp theo tam đoạn luận là người anh cả giàu có, người em giữa là gái gú không công rỗi nghề, người em út là bác sĩ học giỏi. Vậy thì kết luận người bố là như thế nào, thưa quý vị? Thì tam đoạn luận sẽ giải thích người bố chắc chắn là thành đạt vì có con giàu có con học giỏi, cho nên xã hội sẽ nói rằng người bố là thành đạt, thưa quý vị. Ông rất may mắn có những người con giàu có những người con học giỏi. Nhưng mà xin thưa, đây cũng là ngụy biện đó, thưa quý vị. Vì thực tế ông bố này là nông dân mù chữ, thưa quý vị. Nó chẳng liên quan gì tới người con ở đời sau giàu có hoặc người con ở đời sau học giỏi cả, mà ông chỉ là nông dân mù chữ. Do đó chúng ta thấy là tam đoạn luận dẫn dắt người ta, dẫn dắt dư luận đi vào con đường ngụy biện, thưa quý vị. Thì xin thưa là hai ví dụ như thế để mà quý vị có thể hiểu được là tam đoạn luận, hoặc là tam đoạn luận có những cái rất là tinh vi, hoặc là đưa ra những cái kết luận không đúng cũng không sai, thưa quý vị, rất là mập mờ, chả ăn nhập gì cả. Thì như tôi vừa nói đó, là đưa ra cái kết luận là người con trai giữa là vừa học giỏi mà vừa giàu có, nhưng mà là sai bét. Thì có những cái ngụy biện là nó lấp lửng như thế, hoặc là có những cái ngụy biện nó mang cái tính chất sai hoàn toàn nhưng mà vẫn hợp lý, thưa quý vị. Và tam đoạn luận cũng có tính chất đúng hoàn toàn, thưa quý vị. Thì tôi xin thưa như là đúng hoàn toàn để mà người ta dùng đó để người ta lường gạt ngụy biện. Chẳng hạn đúng hoàn toàn ở đây là thứ hai là ngày trước thứ ba, đó là một tiêu đề. Tiếp theo tiêu đề nữa là thứ ba là ngày trước thứ tư. Thì hai tiêu đề này hoàn toàn là đúng 100%. Do đó dẫn tới kết luận thứ hai là ngày trước thứ tư, 100% đúng, thưa quý vị.
Thì đó là một trong những cái mà dễ gây hiểu lầm là chân lý, thưa quý vị. Mà thật sự đó là chân lý. Nhưng mà tôi có nói là những tiêu đề không hẳn là chính xác 100%, có những tiêu đề sai thì sẽ dẫn tới những kết luận sai. Thì như tôi có nói ví dụ về ba người con, nhưng mà có những ngụy biện rất tinh vi, chẳng hạn như câu chuyện sau đây. Là một vị luật sư dạy học trò, thưa quý vị, thì vị luật sư này sẽ nói như sau. Thì vị luật sư nói với học trò là: tôi dạy anh, thì nếu anh thắng kiện thì anh trả tiền cho tôi, tiền học phí cho tôi. Nếu anh học trò thua kiện thì không phải trả đồng các học phí nào cả, thưa quý vị. Thì đó là điều kiện mà luật sư và học trò ra điều kiện với nhau. Thì anh học trò anh nghe anh khoái quá, thưa quý vị. Rõ ràng là thầy sẽ dạy hết chiêu để đi kiện tụng, và nếu thắng kiện thì sẽ trả tiền cho vị luật sư, còn thua kiện thì không phải trả tiền, thưa quý vị. Thì câu chuyện ngụy biện ở đây là nó đúng tới 99.9%, tuy nhiên nó có 0.00001% là sai, thưa quý vị. Thì chờ mãi vị luật sư không thấy học trò trả tiền học phí, vài ba tháng rồi xảy ra, nhưng mà vị học trò không trả tiền một đồng xu nào cho vị luật sư thầy dạy hết. Thì rõ ràng là anh học trò đang tìm cách ngụy biện, thưa quý vị, tìm cách ăn quỵt. Thì vị luật sư tức quá mới đâm đơn ra tòa án: thưa anh học trò. Và trước tòa án thì nói: thưa vị chánh án, tôi đã dạy cho học trò này tốn bao nhiêu công sức, cho nên tiền học phí của nó phải là 100 triệu đồng tiền Việt, và nó phải trả cho tôi. Thì anh học trò anh trả lời với vị chánh án rằng: thưa tòa, điều kiện rất rõ ràng, và tôi chỉ trả tiền nếu mà tôi thắng kiện, thưa quý vị. Thì nếu tôi thua kiện thì tôi không phải trả tiền. Thì vị chánh án sau khi nghe câu chuyện của vị luật sư thì mới hiểu ra rằng là anh học trò này thiếu tiền học phí 100 triệu đồng. Ăn quỵt. Xin thưa là ăn quỵt. Thì vị chánh án mới ra bản án và tuyên bố rằng anh học trò này thua kiện, phải trả cho ông thầy của mình, vị luật sư đáng kính, 100 triệu đồng, thưa quý vị. 100 triệu đồng tiền Việt vì anh ăn quỵt, không thể ăn quỵt được. Do đó anh học trò đã thua tại tòa là 100 triệu đồng, thưa quý vị. Và anh học trò ảnh cảm ơn chánh án, ảnh nói: vâng, luật pháp bắt tôi phải trả 100 triệu đồng thì tôi sẽ có cách. Thì sau khi bước ra khỏi tòa, thưa quý vị, thì anh học trò ảnh nói với vị luật sư đáng kính rằng: thưa thầy, rõ ràng là thầy đã dạy nếu học trò thua kiện thì không phải trả tiền, và hôm nay thầy nghe rất rõ là vị chánh án nói học trò thua kiện, cho nên hôm nay em thua kiện, em không phải trả tiền học phí nào cho thầy cả, vì đó là lời hứa và cam kết giữa em và thầy. Xin thưa là ông học trò cực kỳ ngụy biện theo tam đoạn luận, và ông thầy luật sư đáng kính chỉ còn 2 tiếng, trời ơi, lại mắc bẫy tam đoạn luận rồi. Thì hôm nay tôi dùng tam đoạn luận để vạch mặt Hoàng Duy Hùng
một thứ YouTuber đồ giả thưa quý vị. Thì tam đoạn luận nó sẽ như sau. Ông A là một đảng viên kỳ cựu có số má. Ông B là một đảng viên kỳ cựu đã về hưu. Và ông C là một đảng viên đảng Cộng sản kỳ cựu và đã về hưu. Tức là ba ông đều đã về hưu hết thưa quý vị, nhưng mà là đảng viên đảng Cộng sản kỳ cựu. Thì tam đoạn luận của Hoàng Duy Hùng sẽ như sau. Hoàng Duy Hùng gặp gỡ bắt tay với ông A. Hoàng Duy Hùng gặp gỡ và bắt tay với ông B. Và Hoàng Duy Hùng gặp gỡ và bắt tay với ông C. Thì tam đoạn luận của Hoàng Duy Hùng suy ra một cách ngụy biện rằng Hoàng Duy Hùng cũng là thứ có số má và cũng là thứ cỡ mưu, cỡ dữ dằn và cỡ đảng viên kỳ cựu của đảng Cộng sản Việt Nam thưa quý vị. Đó là cái sự suy diễn một cách ngụy biện của cái đám con nhang đệ tử và gọi là fan cuồng của Hoàng Duy Hùng. Chẳng hạn như Lê Bảo nói rằng Hoàng Duy Hùng là thứ dữ dằn gì đó mới bắt tay được với ông A, ông B, ông C thưa quý vị. Thì đó là cái suy luận ngụy biện. Nhưng mà thực tế thì Hoàng Duy Hùng không phải là đảng viên đảng Cộng sản và cũng không phải là nhân vật có số má gì cả thưa quý vị. Và chỉ là một anh YouTuber bên Mỹ và đã từng làm nghị viên, từng làm luật sư và từng là một tên chống cộng khủng bố hơn 30 năm, từng là một tên tù phản động chống phá và bị bắt ở Việt Nam. Nói chung chẳng có liên quan gì tới cái việc mà là đảng viên kỳ cựu để mà cái đám con nhang đệ tử tung hô thưa quý vị. Thì đó là cái ngụy biện của cái đám con nhang đệ tử là luôn dùng tam đoạn luận để mà ngụy biện nói rằng Hoàng Duy Hùng bắt tay với những người Cộng sản kỳ cựu, tức là Hoàng Duy Hùng có số, có ma. Và ai lên tiếng là đánh phá nhân vật cao cấp Hoàng Duy Hùng thưa quý vị. Toàn là cái thứ tào lao, mía đào, không đúng sự thật. Do đó quý vị có thể trả lời là Hoàng Duy Hùng chỉ là một tên biệt bợm ba vờ, không phải là đảng viên đảng Cộng sản kỳ cựu và không ngang hàng với những vị đảng viên đảng Cộng sản kỳ cựu thưa quý vị. Tiếp theo thì dùng tam đoạn luận để vạch mặt tên lừa bịp của Hoàng Duy Hùng. Thì Hoàng Duy Hùng có một người em gọi là đệ tử, thì có một cái kênh gọi là kênh A thưa quý vị. Thì kênh A này có khoảng 27.000 người đăng ký, tức là subscriber. Thì Hoàng Duy Hùng có hai kênh. Kênh B thì có khoảng 27.000 subscriber. Và kênh C là có 200.000 người đăng ký ảo, subscriber ảo thưa quý vị. Thì tam đoạn luận nó sẽ vạch mặt Hoàng Duy Hùng như thế này. Kênh A có 27.000 người subscriber. Kênh B có 27.000 người subscriber. Như vậy kênh C chỉ có thể có 27.000 người subscriber mà thôi thưa quý vị. Đó là đúng nghĩa tam đoạn luận. A bằng B, B bằng C thì A bằng C. Tức là kênh C chỉ bằng kênh AB, tức là 27.000 người subscriber thật sự. Nhưng ở đây Hoàng Duy Hùng đánh tráo khái niệm, đưa ra kênh C có hơn 200.000 người thưa quý vị. Đây là một sự ngụy biện láo toát, rõ ràng là như thế. Thì người ta sẽ nghi ngờ ngay đây là subscriber giả, và Hoàng Duy Hùng đang dùng một
công ty ở Việt Nam để bơm thổi lên con số subscriber ảo. Và quý vị nếu theo dõi thì sẽ thấy con số cứ nhảy mỗi ngàn thưa quý vị. 197, 198 ngàn, 199 ngàn. Con số nhảy rất là kỳ lạ. Theo toán học, cứ nhảy mỗi ngàn không phải là một con số thật, một con số ảo hoàn toàn. Cho nên Hoàng Duy Hùng dùng số ảo để khoe láo thưa quý vị. Tại vì xin thưa là từ một cái kênh 200.000 người, như vậy thì 200.000 người tại sao lại không nhảy vô cái kênh A, mà kênh A chỉ có 27.000 subscriber thưa quý vị. Không thể nhảy vô được là vì những người này là subscriber ảo, chỉ là không có con người thật. Số con người thật chỉ có 27.000 người mà thôi. Còn số còn lại chỉ là con số ảo do một công ty ở Việt Nam, họ dùng kỹ thuật để họ bơm thổi con số ảo để lừa gạt những người không hiểu biết về vấn đề YouTube thưa quý vị. Tức là số ảo, rồi số view cũng ảo, rồi số người bỏ vô cũng ảo hết. Và cho một số ít người giả hết nick này nick kia để mà tung hô bậy bạ. Thì như tôi vừa đặt câu hỏi đó là tại sao mà 200.000 người subscriber này không nhảy vào cái kênh A, và cái kênh A là đã ra đời từ rất lâu, có tiếng và đang hoạt động ở Việt Nam, và là người thật, chủ kênh là người thật, có thể gặp mặt, nhưng mà cái số subscriber chỉ có 27.000 người mà thôi. Thì tiếp theo, chính trong hai kênh của Hoàng Duy Hùng, một kênh hơn 200.000 subscriber ảo, vậy tại sao 200.000 subscriber không nhảy vào cái kênh thứ hai mà chỉ có 20.000 người thôi? Như vậy 200.000 người cũng là thứ ảo, chỉ thực chất chỉ có hơn 20.000 người, tương đương với kênh A, tức là của một người thân hữu của Hoàng Duy Hùng ở Việt Nam. Thì rõ ràng là chỉ có người thật khoảng 20.000 người thì mới đăng ký kênh, còn con số ảo cứ nhảy hàng ngàn tạo ra ảo tưởng thưa quý vị. Và tôi nghĩ là an ninh Việt Nam cũng đã biết Hoàng Duy Hùng cố tạo lực lượng ảo để mà chiêu dụ các con nhang đệ tử, vì Hoàng Duy Hùng chính là một tên lừa bịp, thủ lãnh cách mạng trắng, thủ lãnh liên minh cách mạng trắng, thủ lãnh phong trào quốc dân hành động, vân vân và vân vân. Và thực chất Hoàng Duy Hùng là thủ lãnh của một hệ thống đa cấp về chính trị thưa quý vị. Hoàng Duy Hùng là dùng cái kiến thức giống như một linh mục và đi chiêu dụ các con chiên vào đạo của mình để mà phát triển đạo. Thì Hoàng Duy Hùng dùng tà đạo để mà phát triển một cái kênh đa cấp về chính trị. Thì cái kênh đa cấp này Hoàng Duy Hùng làm thủ lãnh, cho nên Hoàng Duy Hùng sẽ lôi kéo, đặc biệt là lôi kéo những người trong nước, và những người trong nước sẽ lôi kéo thêm những người trong nước khác thưa quý vị. Và Hoàng Duy Hùng trở thành một thủ lãnh đa cấp với những mưu mô ma đầu để mà hướng dẫn, lái hướng và tiến tới là lật sử, hoặc tiến tới là lật đổ thể chế Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam, và thay bằng chế độ chính trị mới tam quyền phân lập, chế độ chính trị đa đảng thưa quý vị. Như Hoàng Duy Hùng đã ra rã rao giảng nhiều năm, thậm chí là trong cái hệ thống để mà chèn vào những vụ lật sử, chẳng hạn như bôi bác Fidel Castro là một lãnh tụ cộng sản quốc tế,
là đi buôn thuốc phiện. Chẳng hạn như vậy, rất nhiều vụ mà Hoàng Duy Hùng cố tình cài cắm chèn vào 8 điều tốt thì 2-3 điều sai trái. Đó là một cái hình thức gọi là diễn biến hòa bình hoặc là đấu tranh bất bạo động để mà thực hiện cái âm mưu cách mạng nào, thưa quý vị. Thì đó là một chiêu trò của thủ lãnh đa cấp. Thì tiếp theo là sẽ nói về tam đoạn luận để vạch mặt Hoàng Duy Hùng, thưa quý vị. Thì Hoàng Duy Hùng sẽ dùng cái tam đoạn luận để che giấu cái mục đích và để ngụy biện. Thì Hoàng Duy Hùng sẽ như sau. Hoàng Duy Hùng viết bài đầu tiên cho báo A. Hoàng Duy Hùng viết bài thứ nhì cho báo A. Hoàng Duy Hùng viết bài thứ ba cho báo A. Như vậy, kết luận Hoàng Duy Hùng là nhân vật thứ dữ của báo A, là nhân vật mà mật thiết cao cấp của báo A, vì ít ra Hoàng Duy Hùng đã viết ra ít nhất là 3 bài, tức là tam đoạn. Và vậy kết luận Hoàng Duy Hùng xứng đáng được tung hô là một nhân vật cao cấp của tờ báo A, thưa quý vị. Nhưng mà rõ ràng đây là sự ngụy biện của đám con nhang đệ tử Hoàng Duy Hùng, thưa quý vị. Vì thực chất Hoàng Duy Hùng là một tên tù phản động chống phá đất nước 30 năm. Việc Hoàng Duy Hùng viết bài cho báo A không có nghĩa là Hoàng Duy Hùng là nhân viên của tờ báo A hay là nhân viên cao cấp của tờ báo A, thưa quý vị. Tôi xin nói đây là cái trò đánh cháo khái niệm của đám con nhang đệ tử và cả bản thân của Hoàng Duy Hùng ảo tưởng rằng mình có 3 bài viết với báo A, vậy mình là một nhân vật quan trọng, thưa quý vị. Nhưng mà xin thưa, chỉ là một cộng tác viên bình thường, một tay viết tự do bình thường, thưa quý vị. Và nếu có những bài mà tờ báo A thấy rằng đăng được thì họ đăng, vậy thôi, thưa quý vị. Không hề có một tờ giấy nào xác nhận, chứng nhận Hoàng Duy Hùng là một nhân viên, là một cộng tác viên cao cấp của tờ báo A cả. Hoàng Duy Hùng là tự nâng thành tích, đánh cháo khái niệm và tự ảo tưởng. Và đó là một sự ngụy biện, thưa quý vị. Thì tiếp theo tam đoạn luận để nói về trò biệt bợm của Hoàng Duy Hùng. Thì thứ nhất là tiêu đề. Thứ nhất, người ta chống nhân vật A là đàn em của Hoàng Duy Hùng vì nhân vật A có liên hệ mật thiết với Ngô Kỷ, có những hành động trong quá khứ, thưa quý vị. Đó là tiêu đề A. Tiêu đề B là người ta chống Hoàng Duy Hùng vì từng có quá khứ chống cộng 30 năm, vì từng chửi bới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, chửi bới lãnh tụ, chửi bới chống cộng và đã có những hành vi chống cộng quyết liệt, chống cộng bạo động, biểu tình bạo động chống phá trong 30 năm, thưa quý vị. Thì xin thưa, đó là tam đoạn luận có hai cái tiêu đề A và tiêu đề B, tức là người ta chống ông em của Hoàng Duy Hùng vì những lý do ABC sau đây. Người ta chống Hoàng Duy Hùng vì những lý do 1, 2, 3 sau đây, thưa quý vị. Thì rõ ràng là người ta chống hai nhân vật. Vậy kết luận người ta là ai, thưa quý vị? Thì Hoàng Duy Hùng đánh cháo khái niệm. Rõ ràng là người ta chống Hoàng Duy Hùng vì cá nhân ông Hoàng Duy Hùng đã làm những việc sai trái. Nhưng
Hoàng Duy Hùng và đám con nhang đệ tử dùng tam đoạn luận để ngụy biện nói rằng người ta chống ông em của Hoàng Duy Hùng là người ta chống nghị quyết 36, là người ta chống nhà nước Việt Nam. Xin thưa, đây là một trò đánh cháo khái niệm. Thứ hai, người ta chống Hoàng Duy Hùng là người ta chống nghị quyết 36, là người ta chống nghị quyết 36 của nhà nước Việt Nam, và người ta chống nhà nước Việt Nam. Thưa quý vị, đó là những cái kết luận mà mang cái tính chất ngụy biện của phe nhóm Hoàng Duy Hùng. Rồi xin thưa quý vị, để lật mặt những trò ngụy biện này, quý vị cần hỏi về bằng chứng là nhà nước Việt Nam đã cấp giấy tờ gì cho Hoàng Duy Hùng, cho em của Hoàng Duy Hùng, nói rằng Hoàng Duy Hùng đang thực hiện nghị quyết 36 với sự chỉ đạo của nhà nước hay là được phép của nhà nước. Thưa quý vị, vì Hoàng Duy Hùng là tự xưng và tự nhận mình là đang làm và thi hành nghị quyết 36, mà thực chất là chẳng có ông nhà nước nào, Bộ Ngoại giao, Ủy ban về việc ở nước ngoài hay Bộ Công an cấp cho Hoàng Duy Hùng một tờ giấy xác thực và chứng nhận rằng ông Việt Kiều Hoàng Duy Hùng đang làm và đang thực hiện nghị quyết 36 là cầu nối của kiều bào nước ngoài đối với nhà nước Việt Nam. Thưa quý vị, đối với những người chồng Việt Nam, thì rõ ràng là cho tới hôm nay thì Hoàng Duy Hùng chả có tờ giấy lộn nào để chứng minh là mình đang thi hành nghị quyết 36 theo chủ trương của nhà nước cả, mà Hoàng Duy Hùng thực chất chỉ là một Việt Kiều bình thường. Thưa quý vị, chẳng có cái tờ giấy lộn nào để chứng minh. Do đó là Hoàng Duy Hùng chơi trò tam đoạn luận để mà nói rằng ai chống tôi, ai phản biện tôi là chống nghị quyết 36 của nhà nước. Đây là cái trò hết sức bố láo, bố toét, tự mình nâng cái vai trò của mình, nhưng mà thực chất chỉ là một Việt Kiều đi du lịch ở Việt Nam bình thường. Thưa quý vị, không hề là một Việt Kiều đi làm ăn, đầu tư, đem tiền về Việt Nam để đầu tư, để làm ăn, để giúp đỡ những người trong nước, mà chỉ là một Việt Kiều đi du lịch bình thường ở Việt Nam. Do đó quý vị đừng nên tin những lời lẽ của phe nhóm Hoàng Duy Hùng chơi trò biệt bợm tam đoạn luận để dẫn dắt quý vị đi vào con đường sai lạc. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.